Hello anh em, mình là Ken Botun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ với anh em một cái chai dầu như mình đang có ở đây. Cái chai dầu này thì nó hội tụ được tất cả những cái yếu tố mà trên một chiếc xe máy cần. Nó thì cái thương hiệu dầu Martell này cũng khá nổi tiếng, dành cho những cái xe phân khối lớn, dành cho xe tay ga và dành cho xe số. Ở đây thì mình có một cái chai Martell 800ml ở đây, ASE 5W30. Cái này là các bạn nhìn vào đây cũng đã biết là chữ Cinetic. Phẩm chất của cái dầu này là phẩm SN, nó thuộc dòng top nhé. Đó, ở đây nó có ghi chữ Scooter này. Nhưng cái dầu này nó có một cái hay, cái là nó sẽ có độ biến thiên anh em nhé. Nó độ biến thiên như thế thì khi mà mình đổ vào xe ga cũng như đổ vào xe số đều ok anh em nhé. Đây, ở đây nó có ghi luôn Zaso MA2 trên MB đó. Thì cái chai này là phẩm cấp của nó là cao nhất trong cái dãy ở đây. Ở đây nó có API, SL, SM và SN. SN là cao nhất. Cái chai dầu này khi vào đổ vào cái xe, các cái phẩm chất ở trong cái chai dầu này nó tự động biến thiên anh em nhé. Nó sẽ phù hợp với mọi loại xe. Ở đây nó ghi chữ Scooter như anh em đổ vào cái xe số thoải mái anh em nhé. Đó. Còn những cái sản phẩm khác ấy, thường nó sẽ quy định là dầu Scooter hay là dầu cúp. Dầu cúp thì đổ vào xe số, dầu Scooter đổ xe tay ga. Nhưng ở trên cái chai dầu này nó đã hội tụ được đủ các cái phẩm chất cao nhất trong một cái chai dầu mà đang có trên thị trường hiện nay. Tích vào cái chai này đó, thì anh em có thể sử dụng chung một cái chai này đổ cho mọi loại xe. Đó, thì cái phẩm cấp ở đây nó là SN. Quan trọng nhất nó là cái giá thành nó đưa ra cực kỳ hợp lý anh em nhé. Nếu như anh em mà nào mà hay chạy dòng Motul ấy, thì cái phẩm cấp của thằng này nó cao cấp ngang với thằng Motul 300V. Nó cao hơn thằng 7100 của thằng Motul. Mà giá nó đưa ra thì cực kỳ hợp lý. Đó. Đối với cái xe Jim, xe Way là cái dòng xe phổ thông của thằng Honda Việt Nam, đổ loại này cực kỳ ok anh em nhé. Mình đã test thử và chạy rất là ok. Mà giá nó chỉ nhỉnh hơn thằng 3100CV một chút xíu, mà nó lại rẻ hơn thằng 7100 đó. Thì hiện tại bên mình đang phân phối loại dầu này. Đây, ở đây là bên hông nó có cái tem ở đây. Martell 100% nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, là USA đấy anh em ạ. Đó, đây là bao bì của nó, lắp sắt anh em nhé. Cái lon này của nó bằng sắt đó. Và khi anh em mua về thì anh em lôi cái này lên, giật lên như cái chai 300V và cái chai 7100 đó. Đó, đây là quy cách đóng gói của nó, rất là đẹp anh em ạ. Thì ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ so sánh cái phẩm chất của cái thằng này với cái thằng Motul 3100, xem là thằng nào sẽ hơn thằng nào. Như cái thằng 300V kia nó chỉ phù hợp với những cái xe dòng phân khối lớn anh em nhé. Còn cái chai này thì nó sẽ phù hợp với mọi loại xe. Đó, cái dầu thuộc dòng top này cũng không phải đơn giản đâu anh em ạ. Cái dòng này là dòng Full Cinetic 5W30. Cái loại này nó, nếu mà để đổ cho những cái xe mà dòng Piaggio, nhất là những con Vespa ấy, cực ngon anh em ạ. Bởi vì sao, là những cái con Piaggio Vespa đấy thì đầu bò của nó đầu bò chạy bạc, mà cái dầu 5W30 này lại cực kỳ phù hợp, đúng theo cái chỉ số của nhà sản xuất đưa ra luôn anh em ạ. Đó, và ở trên một cái chai này tại sao mà mình nói là đổ vào xe Jim, xe Way nó sẽ phù hợp, thì thứ nhất nó là phẩm MA. Đó, đây là MA2, để mình lấy nét vào đây. Đó, ở đây nó có chữ MA2 và cái dãy số này nó sẽ biến thiên. Phẩm thấp nhất của nó là SL rồi SM, và phẩm cao nhất của nó là SN. Phẩm SN hiện tại bây giờ đang là cái phẩm chất cao nhất trên thị trường hiện nay. Đó, đây là tem nhập khẩu ở trên này, đây là bao bì của nó. Đó, thì hiện tại bên mình đang phân phối loại dầu này luôn. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn đặt hàng và mình sẽ ship free nhá anh em nhá. Riêng cái chai này mình sẽ free ship. Còn cái thằng Motul thì bên mình bán
Nhưng mà mình chỉ bán là giao hàng tại đây thôi, chứ mình không ship đi khắp mọi miền tổ quốc, trên toàn quốc anh em nhá. Anh em lưu ý. Còn cái thằng Motul ấy, thì thứ nhất là bây giờ thì nó cũng đã xuất hiện khá nhiều những cái chai dầu nhái rồi. Thì anh em nào mà muốn mua được những cái chai dầu mà chính hãng, phẩm chất đúng mấy cái giá tiền mà mình bỏ ra ấy, thì anh em có thể là tham khảo ở cái clip lần trước. Thì mình đã có cái clip mà hướng dẫn cách lựa chọn cho mình một cái chai dầu Motul chính hãng anh em nhé. Còn hiện tại cái chai này thì nó mới về thị trường Việt Nam thôi, được nhập khẩu chính hãng chính ngạch luôn. Cho nên là hiện tại bây giờ cái chai này cũng chưa có hàng nhái. Mà trên thị trường hiện nay ấy, thì cái chai này thì chắc cũng nhiều anh em chưa biết đến đó. Anh em nào mà muốn đặt hàng bên mình thì có thể liên hệ theo số điện thoại 0165 614 6888, gặp Kim Motul thì mình sẽ ship tận tay anh em cái chai này. Giá thì là mình sẽ báo giá trực tiếp cho anh em, và là mình sẽ free ship nhá anh em nhá. Riêng cái sản phẩm này mình sẽ free ship luôn đó. Thế nên là anh em mà cứ yên tâm một điều là đặt hàng bên mình thì là mình sẽ giao hàng đến tận tay đó, và nhận hàng rồi mới thanh toán. Đây là cái sản phẩm mới bên mình. Ở đây thì hiện tại là mình chỉ bỏ ra đây 4 lon để làm clip chia sẻ với anh em đó. Cách thức sử dụng thì rất đơn giản, anh em chỉ cần bật cái nắp này lên và anh em sẽ lôi nó lên và đổ vào xe, thế thôi. Đó, chai bằng sắt anh em nhé. Hiện nay trên thị trường có rất ít những cái loại làm bằng sắt. Có thằng Votronic cũng làm bằng sắt. Đó, đây là mặt sau của sản phẩm. Đây là bên hông. Nhìn cái đường ghép như này là biết rồi. Chất lượng châu Âu nó làm thì cũng không phải là đơn giản. Đó, ok anh em, mình là Kim Motul. Nếu như anh em cần thì cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ ship hàng trên mọi miền tổ quốc anh em nhé. Ok, xin chào anh em.